7 chương trình nha các bạn. Đó. Đây, bây giờ mình sẽ giới thiệu review các bạn là cái chợ này thân gọi là thánh địa mua bán ở Bangkok Cốc các bạn đó. Các bạn biết là ví dụ mà muốn đi trên đường mua sắm này nọ thì đi qua Siam Center nha các bạn. Còn nếu mà các bạn muốn đi mà chỗ buôn bán ở cái chợ mà cái chợ lớn nhất, cái chợ mà nổi tiếng nhất đó, là ở đây nè các bạn. Đó, Chatuchak nha các bạn. Mình lấy tên Chatuchak nha các bạn đó. Chắc là vô đây là bị chặt các bạn. Năm bạc một cây các bạn, tức là 3.000 cây các bạn đó. Ăn thử cái này coi là cái nó làm sao các bạn. À, cũng ngon mà không biết tối giờ có bị đau bụng không. Đi chơi sợ nhất là cái đó thôi chứ không sợ gì các bạn. Chào các bạn, cái này có chỗ này hay các bạn à, có thể là đóng tên vô bát bò, làm cái bọc bát bò mà có đóng tên đóng logo mình vô luôn các bạn. Mấy ông này ông đang đóng như điên, em lấy cái búa đập như điên luôn nè. Ông đang đóng cho mình. Đó. Ghê chưa, ghê chưa. Sắp phải hình vậy. Đó, cái này là bao nhiêu? 50 bạc nha bạn. 50 bạc một cái, tức là chưa đến 2 euro. Một euro còn mấy nha bạn. Đó, tuyệt vời đúng không? Luôn các bạn, ghê chưa? Đẹp không? Quá đẹp luôn. Quá dữ. Một trái dừa 40 đồng. Đây, cái này là nước nước sinh tố này nọ. Xiên que nữa các bạn. Mua hai xiên gì? Xiên gì? Mình ăn xiên gì? Xiên heo á, mình ăn xiên heo. Ủa sao gà mắc heo, heo mắc gì vậy? Có hiểu đây một cái xiên heo các bạn đó, nó giống vậy nè, không biết là cái gì luôn. Nó giống thịt nướng Việt Nam thôi mà nó có đậm gia vị vô, đậm gia vị không nặng các bạn. Các bạn ở trong này nó mát mẻ hơn ngoài kia các bạn. Nếu mà các bạn nào mà không có nhu cầu ăn uống mà chỉ có nhu cầu mua sắm thì có thể vô trong này nè. Đó, đi trong này nó rộng rãi, nó mát mẻ hơn ngoài kia. Ngoài kia đông người quá rồi, thêm nắng nóng nữa các bạn. Đây là một quái vật biến của chợ cha tu chặt nha các bạn. Đó, đây là ông chủ các bạn, đó, lão bản các bạn, đừng giỡn. Đó, lão bản ở đây đừng giỡn, đầu vuông người thường, vuông người thường. Má, cái này là một giống mèo lai giữa mèo ba tư với mèo gì á mày? Mí. Meo. Vô năng lượng 150. Bye bye.